Hai bàn của Maitomer đều mang tính quyết định. Phút 46, khi tỷ số đang là 1-1, anh lao vào vòng cấm sau đường chuyền cánh trái, vẩy bóng vào góc xa đưa Brighton vượt lên dẫn 2-1. Đến phút 77, tiền đạo cao 1m78 này đón quả tạt bổng, đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1. Maitomer ghi 3 bàn qua 6 trận đấu ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024. Tỷ lệ lập công của cầu thủ 26 tuổi tăng mạnh so với 7 bàn trong 33 trận mùa trước. Maitomer ghi bàn đầu tiên mùa này khi solo từ giữa sân trong trận thắng Wolves 4-1. Trước cú đúp của Maitomer vào lưới thủ môn Neto, Brighton khởi đầu không tốt khi tiếp Bournemouth. Phút 25, thủ môn Bart Verbruggen như miếu bàn mở tỷ số cho đội khách khi mất bóng ngoài vòng cấm, tạo điều kiện cho Dominic Solanke sút vào khung thành trống. Đây là bàn thua thứ 6 trong 6 trận đầu của Brighton tại ngoại hạng Anh mùa này. Tính cả trận thua AEK Athens ở lượt đầu vòng bảng Europa League, Brighton đã thủng lưới 9 lần qua 7 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, Brighton sớm lấy lại thế trận. Họ bắt đầu chơi hiệu quả hơn sau khi Billy Gilmore tạt bóng khiến Milos Kekes đánh đầu phản lưới Bournemouth, gỡ hòa 1-1 ở phút 45+2. Sau đó, Maitomer tỏa sáng đem lại 3 điểm cho đội chủ nhà. Trận thắng Bournemouth 3-1 là trận thắng thứ 3 liên tiếp và là trận thắng thứ 5 trong 6 vòng đầu mùa ngoại hạng Anh của Brighton. Trước đó, họ thắng Luton Town 4-1, Wolves 4-1, West Ham 1-3, thắng Newcastle 3-1 và Manchester United 3-1. Brighton nhảy từ thứ 5 lên thứ 3 với 15 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Manchester City 3 điểm và đội xếp thứ 2 Liverpool 1 điểm. Tottenham Hotspur và Arsenal đều xếp sau Brighton với cùng 14 điểm. Trong khi đó, Bournemouth rơi xuống vị trí 17 với 3 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên người Tây Ban Nha, Andoni Iraola chỉ hơn 2 điểm so với 3 đội mới lên hạng là Luton Town, Burnley và Sheffield United.